Thưa quý vị, trong chương trình phóng sự thương mại ngày hôm nay đó thì Lưu Mỹ Linh và Phạm Khanh đang có mặt tại tiệm thuốc Minh Phụng ở trên đường Bosa thuộc thành phố Westminster. Ngày hôm nay chúng tôi đến đây thứ nhất là để thăm cũng là một đại lý của công ty dược thảo Princess Lifestyle và đồng thời cũng giới thiệu đến quý vị những mặt hàng được bán bên trong tiệm Minh Phụng. Mọi sự kêu là tiệm thuốc Bắc Minh Phụng đúng không? Nhưng mà tiệm Minh Phụng này có rất là nhiều món hàng mà các bác các cô cần là có liền, và đặc biệt tiệm Minh Phụng là một đại lý rất là lâu đời của công ty dược thảo Princess Lifestyle. Quý vị vào quý vị sẽ thấy là tất cả những sản phẩm gì của công ty quý vị cần tìm nó đều có hết. Thưa quý vị, xin mời quý vị cùng chúng tôi đi một vòng để thăm tiệm Minh Phụng và cũng như là để thăm viếng những mặt hàng của tiệm này. Vâng, bây giờ thì xin mời quý vị cùng với Lưu Mỹ Linh và Phạm Khanh sẽ vào tiệm Minh Phụng. Đó, vừa vào tiệm thì quý vị thấy ở đây đó thì có rất là nhiều dược thảo nữa. Rồi Lưu Mỹ Linh thấy gì ở đây nữa nè? Đó. Chúng ta thấy là nguyên một dãy hàng đây. Nguyên trên cái kệ này là đây là những sản phẩm của công ty. Ở trên cao chúng ta thấy tất cả các loại nhân sâm. Có lẽ là ở trong tiệm này là không thiếu một loại nhân sâm nào hết, và theo đủ dạng mà quý vị mong, quý vị muốn sử dụng như thế nào cũng đều có hết. Lưu Mỹ Linh thấy có những cái loại thực phẩm bổ dưỡng nữa. Thực phẩm bổ dưỡng cho các bác lớn tuổi như là nó giống như một dạng Ensure vậy đó. Đúng rồi, cái này để là Entrust. Entrust. Rồi có mình có yến. Mình có đây mình thấy có yến. Có nước yến, có nụ cốt. Phụ nữ, cái này phụ nữ thích lắm. Tại vì cái này làm cho làn da đẹp. Mình pha trà cũng uống, mình có làm tức là pha trà bỏ thêm cái nụ cúc vô. Rồi đó. Mình có bông cúc nữa, mình có kim ngân hoa. Đây là cũng là một loại dược thảo rất là cần thiết trong tất cả những, là một trong những nguyên liệu cần thiết để mà chế ra những cái loại dược thảo bổ dưỡng hoặc là để cho chúng ta ngăn ngừa bệnh tật đó. Trong hầu hết tất cả những loại dược thảo của công ty chúng ta đều thấy có kim ngân hoa hết. Cầu kỳ tử cũng vậy, cầu kỳ tử giúp cho chúng ta sáng mắt. Cái này mình bỏ vào trong chè sơn da hột lựu đó, nhưng mà mình sử dụng trong những cái dược thảo mà giúp cho eye vision đó, vision sáng của mắt công ty đó, dạ, giúp cho sáng mắt. Đúng nhưng rồi. Mà cộng với cầu kỳ tử còn phải có rất là nhiều những loại dược thảo quý hiếm nữa để cho chúng ta sáng mắt. Rồi hôm nay Lưu Linh học được một cái này, anh chủ tiệm anh nói là đây là những cái collagen hoàn toàn bằng thiên nhiên hết, nhựa đào, tuyết liên tử và tuyết yến. Phụ nữ cần dùng cái này để mà củng cố thêm cái chất lượng collagen ở trong cơ thể của mình. Thưa quý vị, rất nhiều mặt hàng quý vị có thể tìm thấy tại tiệm Minh Phụng. Bây giờ mình đi qua đây nữa trước khi mình gặp chị chủ để mà xem chỉ có những cái gì đặc biệt nữa nè. Wow, ở đây mình thấy nấm linh chi các loại nè, quỳnh kỳ, tức là những cái vị thuốc bắc. Tức là ai mà bệnh mà muốn mà sắc một cái nồi thuốc bắc, một cái vị thuốc bắc, một cái đơn thuốc thì quý vị có thể đến tiệm Minh Phụng. Các anh em ở đây sẽ giúp đỡ cho quý vị ngay. Đó, ở đây rất là nhiều những cái loại dược thảo mà mình không phải là mình đều biết hết. Thục đạo nè, cam thảo bột nữa. Wow, cam thảo thường thường là nhánh mà đây có cam thảo bột xay sẵn rồi. Quậy vô uống, cái vị nó ngọt ngọt. Cam thảo bột á, uống nó giúp cho mình thanh cái cổ họng đó. Kim ngân hoa, đủ ha. Mình không biết tác dụng làm gì đây, nhưng mà mình thấy là đủ hết tất cả đó. Giống như đây là các bác lớn tuổi, người ta quen về những cái loại dược thảo này, người ta sẽ đến người ta bốc. Hoặc là đây là bán cho những cái đại lý. Đúng rồi. Còn ví dụ như mình á, thì mình là miếng đó, mình uống thôi viên đã được xay sẵn rồi, xong rồi cái nén vào thành viên thì mình uống. Chứ còn tại vì trong một cái sản phẩm đó, thưa quý vị, nó phải có đến cả 20 loại, 30 đúng rồi, loại vị thuốc khác mà nếu nhau. Mà cứ mỗi một thứ mình mang một bịch về nhà, mình không biết đường nào mình làm, mình đúng không rồi. Biết cái cân lượng ra làm sao. Tốt nhất bây giờ qua hỏi chị chủ nè. Chào chị. Chào anh Khanh. Dạ, mời chị ra đây đi. Đó. Rồi, bây giờ muốn hỏi chị giới thiệu qua về tiệm Minh Phụng cho mọi người biết tiệm này mở bao lâu rồi chị? Gần 30 năm rồi anh. 30 năm rồi, chỗ này luôn hay là chỗ khác luôn chị? Chỗ này luôn, có chỗ này anh. Wow, 30 năm một chỗ này thôi. Thưa chị đó thì là ở tiệm mình á, thấy có bán rất nhiều loại các loại dược thảo, mà trong đó có dược thảo của công ty Princess Lifestyle. Rồi, chị nói qua về cái loại dược thảo này bà con dùng thấy như thế nào chị ha? Con khen rất là tốt anh Khanh. Dạ. Nhiều lắm này anh Khanh nè, coi nè, nó toàn vào một loại đó. Một giải đó của Princess Lifestyle. Dạ, Princess Lifestyle đó. Cái loại nào mà họ mua nhiều nhất chị ha?
Lavalin. Lavalin. Liver King mấy cái đó biết khen. Bài đọc dưỡng gan, yeah. PHK này kia. Dạ. Với lại tiểu đường á. Dạ. Dạ. Với lông khe. Lông khe. Ừ. Wow. Từ giới trẻ thì họ quen uống như là đã làm sẵn hết thuốc viên rồi. Á, bào chế thuốc viên nó dễ uống hả? Dạ. Đúng. Nhưng mà những cái nguyên liệu mà chị để bên kia từng thùng to như thế này nè là để chị phân phối cho đúng các rồi. Nơi họ mà mua rồi họ đem về nấu á. Dạ. Về nấu là anh Khanh. Dạ. Rồi nhưng mà mình cũng phải hướng dẫn cho họ nấu đúng như rồi, thế đúng nào rồi, chị? Đúng rồi, mình phải hướng dẫn chứ. Họ mua là mình chỉ hướng dẫn cho họ dạ. Cách nấu. Dạ. Cho em hỏi là khách đến đây người ta lựa chọn sử dụng hồng sâm hay là bạch sâm? Tùy theo người ăn, à, chị có người thì dùng sâm Mỹ, có người dùng sâm Đại Hà, tùy theo cái cơ thể của mỗi người tiếp thu. Dạ. 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 Bây giờ quay lại cái vấn đề dược thảo của công ty Princess Lifestyle đó thưa chị, thì hiện giờ tiệm chị có promotion gì đặc biệt hay không, hay là có gì mà chị muốn giới thiệu thêm về dược thảo Princess Lifestyle? Mà sáng dịp đây đó thì Phạm Khanh cũng muốn thông báo đến chị nè, chắc chị cũng biết rồi, với lại tất cả quý khách hàng của công ty đó là thưa quý vị, đặc biệt năm nay, năm 2023 thì chúng tôi có một cái chương trình rất đặc biệt, đó là sổ số chúng học xoàn, chị biết chưa? Dạ biết rồi, anh Khanh có nghe nói. À vậy đó hả? Wow. Chị có được công ty đưa cho chị những cái tấm vé số để mà giao cho khách hàng? Dạ, có vé số luôn rồi. Dạ, dạ có. Dạ, dạ, dạ. Khi người ta đến là chị thường dạ dạ, dạ đúng rồi, họ mua thì mình đưa họ một tấm, và mua mấy chai, mấy chai thì đưa bao nhiêu tấm vậy đó. Dạ đúng rồi, em dồn vô một lúc rồi đưa cho chị xin đi lúc ngày nằm mà sổ á. Sổ số á. Dạ đúng rồi. Và thưa quý vị, Minh Phụng là một trong những đại lý của công ty Princess Lifestyle. Khi quý vị mua thuốc tại đây, à, các loại dược thảo của công ty, quý vị cũng sẽ được tham gia và có những cái tấm vé số để tham gia vào cái chương trình sổ số. Thành ra quý vị nhanh nhanh mua đi, bây giờ là tháng 3, tháng 4 rồi, chúng ta mua để mà mua càng nhiều trúng cơ hội càng nhiều, phải không? Đó. Dạ vâng. Có những hôm, cái hôm mà đầu năm khi mà chúng ta làm chương trình sổ số, hình như có một vị khách nhá, gom lại rất là nhiều giải và kết cục hình như phải lên đến khoảng gần 2.000 đồng. Trời ơi tuyệt vời, thưa quý vị, tức nghĩa là mua nhiều trúng nhiều. Mỗi một lọ thuốc, mỗi một cái vị thuốc mà quý vị mua, quý vị sẽ được tặng một cái tấm vé số. Và nhớ ghi tên, số điện thoại, địa chỉ cho thật kỹ lưỡng, gửi về cho công ty trước cuối năm nay, tức là cuối năm 2023 này. Thì thường thường là chúng tôi sẽ sổ số vào đầu năm mới, năm 2024, để cho năm 2023. Và năm nay xin nhắc lại một lần nữa thưa quý vị, mua thuốc nhớ hỏi các đại lý những tấm vé số, giống như là chị đây vừa mới chia sẻ là có vé số của công ty rồi, là mua thuốc của công ty Princess Lifestyle là quý vị sẽ được ngay những cái tấm vé số điền vào để mà có cái cơ hội trúng thưởng, cũng như là cái chiếc nhẫn ngọc xoàn. Đây là những cái loại thuốc mà công ty Princess Lifestyle đang bán tại tiệm Minh Phụng, như quý vị thấy đây nè, có gì đây ha, BS Brand nè, có Âm Quy Hoàng, có T-Max, có Prostaline, có Stomaisu, có Lung Care, có Vision, BS Care, Livaline. À, đủ loại hết thưa quý vị. Và cũng như là có Cordyceps ở đây nữa. Thưa quý vị, trước khi chia tay tiệm Minh Phụng đó, thì chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa là quý vị mua thuốc của công ty dược thảo Princess Lifestyle tại tiệm Minh Phụng cũng như là những đại lý của công ty, quý vị sẽ nhận được những tấm vé số và có cơ hội trúng được một cái chiếc nhẫn ngọc xoan, hai vé máy bay và cũng như là hàng chục những cái giải thưởng trị giá 500, 400, 300 đồng. Thì bây giờ thì xin mời anh chị nói vài lời cảm ơn khách hàng đã ủng hộ cho tiệm thuốc Minh Phụng trong suốt 30 năm qua. Mời anh. Dạ, thành thật nhất là cảm ơn quý quan khách đã ủng hộ trong suốt 30 năm cái tiệm của chúng tôi. Những sản phẩm của Princess Lifestyle rất là có hiệu nghiệm và rất có hiệu quả. Dạ, thành thật cảm ơn rất nhiều. Thưa quý vị, vừa rồi là chuyến thăm của chúng tôi đến đại lý Minh Phụng, tiệm Minh Phụng tọa lạc ngay ở trên đường Bôn Sa, ở trong khu nhà hàng ngân hàng Wells Fargo. Wells Fargo ngay ở trung tâm của người Việt chúng ta, ngay trên đường Bôn Sa. Thành ra các anh chị đi đến đây mà shopping thì không thể nào là miss cái tiệm Minh Phụng này được hết. Tiệm ngay ở trên mặt tiền luôn. Quý vị ở tiểu bang cũng thế, khi mà quý vị về Cali cần những mặt hàng gì đó liên quan đến dược thảo hay là những cái chất bổ dưỡng đó,
xin quý vị hãy ghé đến tiệm Minh Phụng, một đại lý rất là uy tín, làm việc rất là nghiêm túc và hai anh chị rất là ân cần đón tiếp khách hàng, giá cả cũng rất là phải chăng và sự hướng dẫn rất là tận tình. Thưa quý vị, không phải chỉ mua sản phẩm Princess Lifestyle không đâu, quý vị cần mua tất cả những sản phẩm nào khác, những chất bổ dưỡng cho cơ thể của mình, hay là phụ nữ cần dầu gội đầu, hay là những sản phẩm làm đẹp vân vân, Minh Phụng đều có hết. Cái này có thể nói là one stop shopping. Quý vị hãy đến với tiệm Minh Phụng, tọa lạc ngay trên đường Bonsa. Thưa quý vị, cảm ơn anh chị rất là nhiều. Dạ, 30 năm qua vẫn còn rất là vững vàng. Xin mời anh Thanh gửi lời chào đến quý vị. Vâng, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay và xin quý vị tiếp tục ủng hộ cho Princess Lifestyle cũng như là các đại lý, trong đó có tiệm Minh Phụng trong ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt. Cảm ơn. Cảm ơn chị rất nhiều nha. Bye bye chị nhiều nha. Cảm ơn. Rồi, tuyệt vời.